Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MB Channel, mình là Hùng Review đây. Và mình dám khẳng định với anh em rằng không phải iPhone 16 Pro, cũng không phải iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 mới chính là chiếc điện thoại sẽ bán chạy nhất trong cái list điện thoại của Apple trong năm nay. Còn lý do tại vì sao ấy thì cùng mình tìm hiểu nhá. Ok, trước khi bắt đầu video này, anh em nào muốn quan tâm về những dòng iPhone mức giá tốt nhất thì đừng quên tham khảo ngay tại cửa hàng OneWay Mobile thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận nhá. OneWay cũng là cửa hàng đại lý ủy quyền chính thức của Apple AR, nên là về chất lượng sản phẩm này, nguồn gốc sản phẩm này, bảo hành này và hậu mãi anh em hoàn toàn yên tâm. Có cả chương trình thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 2,5 triệu cho anh em. Và ngoài ra ở OneWay cũng đang có chương trình sale từ nay tới hết tháng 9, 140 sản phẩm giảm giá lên đến tận là 5 triệu. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Tại vì cơ bản ấy là với iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, những cái gì mà cái Pro và cái Pro Max nó mang lại cho người dùng, những sự nâng cấp từ thế hệ iPhone 15 Pro lên thế hệ iPhone 16 Pro hay là 15 Pro Max lên 16 Pro Max, nó không làm cho người dùng wow, đỉnh quá, wow, nâng cấp ấn tượng quá. Mà những cái sự nâng cấp ấy thì mình thấy ở trên thế hệ iPhone 16 nó lại có những sự nâng cấp nhiều hơn. Cụ thể ở những thế hệ iPhone trước 13, 14, 15 thì nếu như các bạn chỉ nhìn qua về phần mặt lưng và đeo cái ốp lưng vào ấy thì gần như là các bạn sẽ không phân biệt được đâu là 13, 14, 15. Mà kể cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, nếu chúng ta đeo ốp lưng vào thì cũng rất là khó để phân biệt được đâu là 16 Pro, đâu là 16 Pro Max, đâu là 15 Pro, đâu là 15 Pro Max. Nếu như các bạn không tinh ý để ý một chút về phần kích thước, nó to hơn một chút xíu, khoảng tầm 10% so với thế hệ trước rồi. Thế nên á, là rõ ràng nếu mà chúng ta muốn biết mình đang dùng iPhone mới thì một là phải làm sao sâu cho người dùng thấy nó to, cái hai là phải thấy được cái nút chụp ảnh ở đây. Nhưng mà ở trên iPhone 16 thì không cần điều đấy, thì cần cho dù mọi người có đeo ốp lưng, cho dù mọi người có cầm trần thì iPhone 16 thiết kế của nó vẫn khác biệt hoàn toàn so với cái list iPhone 12, 13, 14, 15 trước đây. Tại vì camera của nó thay vì đặt chéo như là các dòng đấy thì camera của con này bây giờ đã đặt dọc rồi. Nó sẽ là một sự cải tiến tuy là nhỏ nhưng mà nó sẽ là một cuộc cách mạng về độ vỏ cho những con iPhone đời thấp như là XR, XS, XS Max hay kể cả iPhone 12 chẳng hạn, vì sẽ rất là nhiều những cái vỏ độ giống iPhone 16 cho những dòng iPhone này. Đơn giản là iPhone 16 người ta mua là vì thiết kế của nó mới hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó lạ hơn, nhìn một phát là biết sử dụng iPhone 16 rồi. Giống như kiểu là chúng ta dùng con Apple Watch Ultra 2 vậy, nếu có mua phiên bản mới phải mua màu đen thì người ta mới biết là mình dùng phiên bản mới, chứ còn nếu mà mua màu Titan ấy thì cũng đố ai phân biệt được đâu là Apple Watch phiên bản mới luôn. Thế nên đây cũng là một cái điểm mà gần như là cái key word khiến cho người dùng bỏ tiền ra để nâng cấp. Và với cái con iPhone 16 này cũng sẽ có những sự nâng cấp nhẹ, như là cái phím cần gạt công tắc đã được thay bằng cái phím action button tương tự như là iPhone thế hệ iPhone 15 Pro, Pro Max chẳng hạn. Nên là khi mà anh em nhìn vào thì có thể một phần nào đấy có thể nhận ra được rồi, nhưng mà chỉ cần là nhìn camera thôi là thấy khác rồi. Cái nút action button này thì mình thấy nó hơi vô dụng, tại vì nó cũng chỉ bật được một chế độ duy nhất. Apple không làm cho tính năng như là ấn một lần, ấn hai lần, ấn giữ thì thực sự là nó sẽ hay ho hơn, thực sự nó sẽ làm được nhiều điều hơn đó. Còn không thì mình vẫn thích cái nút cần gạt công tắc cũ hơn. Còn về những cái thứ mà đang làm ở trên iPhone 16 thì nó cũng gọi là nó được chất lọc lại từ các thế iPhone trước thôi. Màn hình của con này thì vẫn là sẽ là màn hình OLED, kích thước sẽ là 6.1 inch, độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus, và con này cái độ sáng của nó cũng không có gì khác nhiều so với lại cái hệ thống iPhone trước cả. Và iPhone thì độ sáng xưa giờ đều làm ngon rồi, mỗi cái là anh em bỏ ra tầm 22 triệu thời điểm đầu mở bán, mà tần số quét màn hình của nó cũng chỉ có là 60Hz, hơi buồn. Và con này mình nghe nói là sẽ được bảo vệ bởi kính cường lực thế hệ mới là Ceramic Shield Glass thế hệ 2024, nhưng mà cơ bản thì mình thấy rằng là nó không phải là một cái vấn đề gì quá lớn, tại vì cho dù Apple có trang bị kính cường lực Titan vào thì người dùng vẫn là dán kính cường lực bên ngoài thôi. Đấy, vẫn là mua kính từ những cái cửa hàng dán phụ kiện rồi vẫn mua ốp lưng đắp vào, thì cái kính mặc định zin của nó gần như là cũng là vô dụng đó. Và cái điều mà mình thấy rằng là Apple nâng cấp đáng giá nhất trên thế hệ lần này á, đó là con chip Apple A18 thay vì là sử dụng Apple A17 hoặc A17 Pro như là cách mà Apple đã làm ở trên thế hệ trước đây, thì lần này Apple trang bị hẳn con chip Apple A18. Và con chip Apple A18 này nó sẽ có 5 nhân GPU đấy. Và với con này mặc định ở cả phiên bản thấp, RAM của nó đã 8GB rồi, và chúng ta sẽ có bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, nói chung là với con chip Apple A18, theo như Apple quảng cáo thì lần này cái khả năng gaming của nó đang ngon hơn rất nhiều, tối ưu hóa hiệu năng tốt hơn,
đấy, khỏe hơn 30% so với thế hệ tiền nhiệm. Tức là tiền nhiệm đó là chính là có chip Apple A10, A16 ở trên con iPhone 15 đấy. Và với cái con này thì nó sẽ được nâng cấp lên cái camera 48 chấm cam chính này, khả năng quay phim thì cũng sẽ là 4K 60, camera selfie cũng sẽ là 4K 60 nốt. Phần về cái phần pin ấy thì Apple không nói, tuy nhiên thì mình thấy rằng là đã trong sự kiện ra mắt thì họ cũng có nói rằng là con chip mới nó sẽ tiết kiệm pin hơn, rồi dung lượng pin chắc là sẽ có cải thiện hơn một chút so với thế trước đây. Và mình thấy rằng iPhone 15 pin đã ngon rồi, thì iPhone 16 mà cải thiện hơn khoảng tầm 10% thôi thì nó đã có một trải nghiệm rất là tốt. Và đặc biệt là năm nay tất cả các dòng iPhone đều được nâng cấp lên sạc không dây 25W, thì đồng nghĩa với cái việc rằng chúng ta sẽ có sạc có dây nó nhanh hơn tốc độ sạc bây giờ là tầm 25-27W, thì mình kỳ vọng rằng có thể lên được tầm 30 hoặc 35 thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đấy, nói chung á, là cái điều đáng để người dùng nâng cấp, đáng để người dùng chờ đợi trên iPhone 16 đó là gì ạ? Thiết kế mới đó, và một cái hiệu năng tốt hơn. Mức giá thì không đổi, và nếu mà được giảm giá trong thời gian đầu một chút xíu nữa thì đảm bảo rằng doanh số của iPhone 16 sẽ bùng nổ, và doanh số tổng thể của iPhone 16 nó sẽ vượt trội hơn hẳn so với dòng Pro và dòng Pro Max. Còn với dòng Plus ấy, thì mình nghĩ rằng là cái mức giá của dòng Plus ấy, người dùng sẽ phân vân giữa iPhone 16 Plus và iPhone 15 Pro Max, thì mình nghĩ rằng là nhiều người sẽ quay xe và lựa chọn iPhone 15 Pro Max thay vì là iPhone 16 Plus. Tại vì nếu mà dòng Plus bây giờ bán tầm 26 triệu, dòng Pro Max 15 Pro Max bán 28 triệu thì rõ ràng là kèo này 15 Pro Max ngon hơn. Ok, anh em nghĩ sao về iPhone 16? Có chốt mua iPhone lần này hay không? Hay là đợi thêm iPhone 17? Đừng quên comment nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.